Xin chào các bạn, trước mặt chúng ta là một cây tùng cối ạ. Một cây tùng cối chiều cao của cây cỡ khoảng độ tầm 40 cm thôi. Nhưng mà họ cắt cái tán răm quá, cây này rất già. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào cái phần phần ngọn đi. Mình muốn các bạn xem qua phần ngọn. Họ cắt giật mà nó li ti như này. Ở phía trên này họ vẫn sử dụng dây nhôm đây. Vẫn phải sử dụng dây nhôm để đưa các tầng tán nó đưa xuống, đưa ngang xuống để cho nó cân đối với cây. Rất đẹp. Vào cái tầm tháng tư này thì cũng là cái mùa của cái cây tùng cối nó ra, nó bật các mầm lên mà. Thì thời điểm này là cũng có thể gọi là thời điểm đẹp nhất của cây tùng cối đấy. Vào mùa đông thì lá nó xấu lắm. Mùa đông thì lá nó sẫm, nó màu sẫm mà nó cũng... lá nó già và xấu, nhưng mùa này là đẹp. Mùa này thì tuyệt vời. Đây các bạn nhìn này, nó nhú nhú. Nhú ấy rất đẹp. Phần ngọn rất già. Đây họ dòng một cái tay một xuống đây. Như vậy, phóng cái lớn. Cái tay này nằm ở phía ngoài này thì đẹp. Thế lại nằm ở cái chỗ điểm âm này. Điểm âm này thì nó không được cân đối cho lắm, nhưng mà cũng cây này cũng rất già rồi, rất là đẹp. Rất già luôn rồi, làm trong chậu chắc làm trong chậu cũng rất là lâu lắm. Cây rất già. Điểm tay họ bẻ gập xuống và bẻ gập làm tán. Thường thường nó phía bên trong họ vẫn dùng dây nhôm để định vị cho cây. Cây này lâu năm trong chậu rồi, toàn bộ thân mốc xanh. Bây giờ chúng ta sẽ xem tổng thể nhé, xem tổng thể của cây. Một cây này, một cây mình có thể gọi cây mini cũng được. Chiều cao của nó 40 một người b, rất nhẹ nhàng. Đây, mình nghĩ ở cái vị trí này là đẹp nhất này. Như các bạn nhìn rõ không? Đó, vị trí đẹp nhất đấy. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.